Sáng sớm ngày 11 tháng 9, tại các xã trồng hoa cây cảnh ngoài bãi của huyện Văn Giang, không khí khẩn trương và tất bật bao trùm khắp nơi. Bà con nông dân cùng sự giúp đỡ của các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đang dồn sức vận chuyển cây hoa, cây cảnh lên vùng đất cao hơn nhằm cứu vớt những cây trồng bị ngập nước. Tôi trồng là 2,5 hectare, với cái số lượng cây trà và các cái thứ cây nữa vào khoảng 4.000 cây. Chúng tôi di dời được khoảng 30%. Thực ra gia đình nhà trông nó tất cả vào chỗ này. Nếu mà nó mà coi là phá sổ thì quá nguy hiểm. Nước dâng cao tại các xã ven đê ở Văn Giang bắt đầu vào lúc 18 giờ chiều qua. Ngoài nguồn nước ở thượng lưu đổ về thì tại các khu vực bờ vùng ngăn cách giữa xã Thắng Lợi và Liên Nghĩa, giáp trạm bơm Liên Nghĩa, mặc dù đã được gia cố, đắp đất và bao tải cát chống tràn nhưng đã bị vỡ làm cho nước nhanh chóng xâm nhập. Mặc dù gia cố chống tràn thường xuyên nhưng hệ thống kênh tiêu Trung Thủy Nông Sơn Hô ngoài bãi Phụng Công, Xuân Quan cũng không cầm cự được. Nước nhanh chóng dâng cao khiến nhiều diện tích cây cảnh không kịp di chuyển đã chìm ngập trong nước. Toàn huyện Văn Giang có gần 1.000 hectare diện tích hoa, cây cảnh và cây ăn quả bị ngập úng toàn bộ. Ở đây chúng tôi toàn bộ là quất cảnh và cam, bưởi. Thì hầu như là mất hết. Nói chung là di chuyển được một số các cái có thể di chuyển được. Còn đâu thì hầu như là không làm gì được. Nguồn nước nó to quá, nó bùng phát thì có nghĩa là cũng không kịp trở tay. Nhà anh như bây giờ còn mấy trăm cây, anh còn bắc cái giáo lên 2,7 m để kê lên. Đến bây giờ là hiện tại là từ giờ đến chiều cũng là coi như xong. Huyện Văn Giang đã huy động toàn bộ chiến sĩ, lực lượng quân đội, công an, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban ngành của huyện và lực lượng các xã thị trấn tăng cường ứng cứu cho các xã có đê để kịp thời di dời tài sản, hoa màu của nhân dân khỏi vùng úng lụt. Toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở xã và thôn đã vào cuộc, nhất là tất cả các điểm từ canh gác đê, rồi chống ngập úng và toàn bộ lực lượng ra quân để hỗ trợ bà con. Chủ yếu là lực lượng an ninh quân sự, huy động toàn lực lượng và cả lực lượng giáo viên, công chức, người lao động là tất cả là tập trung để hỗ trợ bà con di chuyển cây cối hoa màu tránh thiệt hại. Ngoài hai trạm bơm dã chiến tại cống Hạ Đình, Xuân Quan và bến phà Mễ Sở hoạt động hết công suất để chống úng, 6 xã thị trấn ven đê của huyện Văn Giang tập trung bơm nước tiêu úng 24/24 giờ. Chiều ngày 11 tháng 9, huyện đã triển khai di dời dân. Trước mắt là những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, những người yếu thế tại xã Thắng Lợi, Xuân Quan về nơi an toàn.